Cái cửa nè, cửa ở đây nè, cắt để dẫn cho gió vào luôn ha, không bít lại ha. Đó, cái nhà này cái lỗ bên đây nè, em mở thêm nha con, mở rộng thêm chút nữa ha. Đây nó dẫn ở cửa phòng đây, hai cái 5.000 nè, một cái 65 nè, cái 68 nè, này 68 nha, ba cái 68 nữa. Ba cái bệt bệt đó là biết bà con biết gì không bà con? Ở thân kim người ta ngâm á, ngâm mà chét vô tường nha nè, đó, thân kim chét vô tường nha chứ không phải là cái màu gì hết nha, à, thân kim là chét vô tường, ngâm chét vô tường. Xin chào nhân viên, xin chào bà con ha. Hôm nay em đi sửa lại căn nhà Yến ở Bến Tre ha. Nhà này ngang năm dài 25 m, 3 sàn, sàn hơi thấp nha bà con. Nhà này trước chủ gia làm cái miếng tôn này để hứng gió nè, hứng gió đằng trước nè. Nhà này thông gió gián tiếp. Nhà này dù ca tầm cỡ 2,5 m à, 2,5 m trở lại à, 3 sàn. Đi vô trong quay cho bà con xem ha, trước khi sửa lại ha. Trời ơi. Ê, sao lấy nó lấy? Lấy cái kèm rút ra từ từ. Cái kèm không có bao da nha. Đây, lấy cái vỏ đồ nghề cho em đi. Cái kèm không có bao da nha. Đây là em ly nè. 1, 2, 3, 6 cái em ly. Đây này cái wifi, còn đây là xài cho cái phun xương siêu âm. Ủa này cái đầu camera, cái này là phun xương nè, phun xương siêu âm ha. Đây, vô quay trước khi sửa cho bà con xem ha. Đây phòng lượng, phòng lượng thì 4 x 5. Đây cái cửa phòng để hai bên luôn ha. Sàn thứ hai nè, sàn thứ một để bên nè, lo bắt đây ha, lo dẫn này nha bà con. Sáu mươi lăm có N cộng có cái gồ nét, cái này cái như 3.000 5.000 hai cái, đây ba cái dưới này nữa, 65 một cái đó. Phòng thứ hai cũng hai cái 5.000, ba cái N cộng, cái 65 quay chổng lên cái sàn luôn ha. Đây, vô sàn 1 cho con xem ha. Đây là thằng này làm dư dách ha. Đây nè, khung xương nè, khung xương siêu âm nè. Một phòng đặt một cái. Đây, khung xương cũng im lắm nha bà con. Cái treo, có cái treo hơi sàn thấp nè. Thằng này có 2,5 m trở lại hả? Tay em đưa đụng luôn nha bà con. 2,4 hay 2,5 à. Lo đây chùm nè. Đây chúng mày có cặp lô dẫn nè, dẫn 5.000 nữa nè. Này hạ thấp mình nữa, em làm hạ thấp xuống chút xíu nha bà con, không để cao ha, cao cản đường chim bay nha bà con. Đây chúng mày cũng cặp lô dẫn 5.000 nữa nè. Đó, lo chùm. Dây điện tắt tùm lum đây nè. Đó, đây lo chùm luôn. Đây, lo bắt. Cái này là chủ nhà thêm vô nha bà con. Thằng đi cái đầu cũng đụng luôn rồi, cũng cao 1,7 m, thằng này chắc cỡ 2,3 m à, chứ không được 2,5 m nữa. Thằng dưới cũng có mấy tổ à, chủ yếu là chim ở sàn trên nhiều. Đây nè, tổ lai gai nè, để đếm ra mấy tổ nha. Thằng dưới này 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rồi sàn dưới này 13 tổ. Nhà này 4 có 4 năm nha bà con, 4 năm hơn rồi nha. Đây cặp đôi dẫn 5.000 luôn nè. 1 2 3, 3 cặp đôi dẫn. Dẫn là dẫn để giữ dưới phòng luôn nha bà con. Chứ không dẫn vô mé ha. Rồi để em lên sàn thứ hai quay cho bà con xem ha. Bà con nhớ đăng ký kênh ha. Cứ nhấn chuông để cho em làm video và video tiếp theo á, bà con có thể xem được ha. Vì nhà làm xong em quay lại cái cho con xem nữa ha. Đây, đây sàn thứ hai. Lấy cái đèn mình vô ghim cho cháy đi. Đèn hai cái đem theo đó. Đây bên đây nè. Dẫn nè, 65 nè. Này 68 luôn chứ. Ai ít 68 nè, chứ phải là N cộng nữa. Ai ít 68 là sàn 2 là hai cửa phòng vô ha. Đây một cửa nè, bên đây một cửa, bên đây nè ba cái 65 nè. Rồi vô phòng 2 quay vô con xem ha. Đây lo dẫn gặp mé tường nè. Ai ít 65 nhà này vô là em lục phủ của tạng hết nha bà con, gỡ lo lại hết luôn ha. Rồi đi lại dây điện mới lo mới bắt bắt lại hết ha. Đây sàn trên thì nó tổ cũng như sàn dưới, không có nhiều hơn hơn nhiêu. Nhà hơn 4 năm mà. Nhà này ngang 5m, 5m mà chia đóng tổ thì chia 1 2 3 4 ô cũng vừa nha bà con. Cũng ok vậy ha. Chia khuôn thì êm. Dáng thì cũng ngon lành. Này 2A nha bà con. Menti 2A. Đây này cũng bắt lo dẫn 5.000 nữa nè. Một cặp nè, hai cặp, ba cặp, bốn cặp luôn ha. Đây lo đơn hướng ra, lo mé đây chùm 4. Nhà này em thêm góc vô rồi con, này có mấy chỗ cũng không có góc, em đóng góc thêm, đóng góc thêm cho mà cái tổ mình nó đẹp nha bà con, bán có giá hơn nha. Nhà này chắc hơn nhà dưới vài tổ à, hơn sàn dưới vài tổ à. Lo đủ kiểu hết ha, đủ thứ hết, âm lộn xạ luôn nha bà con. Đây giường vách đây, ôi chỗ này giống lẫn thôi, cũng không tổ không có hơn thằng dưới gì nhiêu đâu. Có sàn thứ ba, thứ ba anh có nhiều hơn. Đây cái bên lái gió đi vô đường này nè, hai bên nè, đó ba cái lò dẫn 65 nữa nè, lò dẫn bắt cũng tùm lum hết nha luôn nha bà con, chim mới vô không biết đường đi ha, bắt nhiều quá. Đây nè, lò dẫn bắt dưới này nữa nè. Đây miệng thu chim đây, đó thu chim bắt lò dẫn trong đó nữa nè. Ba cái bệt bệt đó là biết bà con biết gì không bà con? Ở phân chim người ta ngâm á, ngâm mà chét vô tường nha. Nè. Đó phân chim chét vô tường nha, chứ không phải là cái màu gì hết nha. À, phân chim là chét vô tường, ngâm chét vô tường nè. Đây, nó dẫn ở cửa phòng đây. Hai cái 5.000 nè, một cái 65 nè. Cái 68 nè. Đây 68 nha. Ba cái 68 nữa. Đóng dán ngang cửa phòng nha bà con. Đó.
bên kia cũng vậy luôn. Để em bà con xem clip đi, để em làm xong quay lại bà con ha, em chỉnh sửa rồi quay lại bà con xem ha. Cái sàn này nhiều tổ hơn nè, tại vô cửa phòng này phải mắc chui ngang nha bà con, chui gì mới vô được nha. Sàn này cỡ 2m3 hả? Cái sàn này tổ nhiều hơn nè. Nhà này được rồi, như tổng hết được rồi, như là cũng cỡ 150 tổ á, hết 3 sàn luôn. Đây cái máy phun sương siêu âm ha, một sàn đặt một cái luôn nha con, chứ không đặt ở dưới nha, đặt ở trên này luôn, sương nó ra cũng tốt lắm. Nè, phân ở cụm cụm à, đây cụm nè, đó, đây cũng cụm, đó cụm, đó cụm, chứ không có điện sàn. Trong mé là không thấy luôn nha bà con, mé không thấy tổ luôn ha. Nè, kim con nè, đây tổ mới. Cái sàn này thì cặp lô dẫn 5.000 đó, bắt bên đó, đó một cặp nha bà con, qua đây ăn cặp ha, rồi lại đây ăn cặp ha, vô trong đó ăn cặp ha. Chung nhà này bị lộn âm hết bà con ơi, bắt nó lộn xì ngầu hết rồi, chim nó vô nó đi mà nó không biết đi đường nào luôn á. Vô làm lại ngăn vách ngăn phòng mà lại nha bà con. Giờ này còn mấy em với mày nè, à, mấy tổ lấy rồi, tổ này mới quẹt nè, nó quẹt bỏ đi đó, mất dấu phân nè. Đây gỡ rồi cũng mất dấu phân luôn. Khi chim di chuyển dấu khác nó đóng nha bà con, chứ không phải là ở chỗ một nha, di chuyển vòng vậy đó. Nhà này nó trăm mấy chứ, thật sự cũng tổ không có nhiêu đâu, thưa thưa. Nói chung cái làm nghề yến này, nói chung là biết thì nó dễ lắm nha bà con, biết cách bắt thì nó dễ kéo chim vô, mà bắt thì là mình, nhưng mình làm mình không biết cách rồi, nói chung là một bộ tiếng không phải thành công ở nhà đâu nha bà con. Nó cũng còn nhiều cái phần thô và phần tiếng. Phần thô tốt nhưng mà cái tiếng bộ âm mình không tốt, cũng chậm chim lắm, nó phải kết hợp mới được, từ A đến Z luôn nha bà con, phải có ba rèm hết ha. Nghề này thì nó cũng chung là kinh nghiệm thì phải nó đi đầu rồi, thêm cái phần thổ nhưỡng nữa, dùng chim đó nha bà con. Nói chung bà con không có nên so sánh được ha, dùng chim nhiều dùng chim ít ha. Khi nhà mình làm một năm 100 tổ nhưng mà dùng chim người ta tốt quá, tốt có đựng 100 tổ ha, 100 tổ hơn cũng chừng đó. Còn dùng mà tim mà yếu á, khi làm một năm thì nó cũng đạt vài chục tổ thôi, chứ mình không có so sánh nhà này với nhà kia, tại sao nhà kia mà nhiều hơn nhà mình. Nói chung là vậy, nó kết hợp nhiều thứ lắm, vừa phần thô nè, phần kỹ thuật nè, âm thanh nè đó, rồi phần dùng chim nè, dùng chim tốt mà hay không nữa ha, chứ không phải là làm mỗi nhà mỗi cái làm cái là ok nha bà con. Mà làm cái nghề này mình phải có cái kinh nghiệm được nha bà con mới làm được ha, phải biết nữa, chứ mình làm mình không có kinh nghiệm, mình không biết mình cũng khó làm lắm. Ai chỉ này làm cái này, ai chỉ kia làm cái kia, làm biết lộn thì ngầu hết, làm tùm lum hết thì tổng quá trăm ma luôn nha bà con. Để gió gián tiếp đi, che cái tấm lợi nè cho bít ánh sáng nha.
rồi clip cũng dài rồi, em cũng xin kết thúc thời gian nha bà con. Con xem kênh nhấn nhớ nhấn chuông ha, nhớ đăng ký kênh nhấn chuông rồi để cái nhà này em làm xong rồi anh quay lại cho bà con xem ha. Ba đó ba bao gốc ha, bắn gốc thêm cho chủ gia nha bà con. Đó bên đây cũng cái cửa nè, cửa ở đây nè, cắt để dẫn cho gió vào luôn ha, không bít lại ha. Đó cái nhà này cái lỗ bên đây nè em mở thêm nha con, mở rộng thêm chút nữa ha. Rồi vậy thôi, em bye bye xin chào bà con ha, hẹn bà con clip tiếp theo nha bà con. Rồi bye bye xin chào bà con.